Chào các em nha. Hôm nay thầy hướng dẫn cho các em cái cách chúng ta làm bài trên K12 online bằng phương tiện máy tính để bàn hoặc là trên laptop. Hôm trước á, thầy hướng dẫn cho có một clip thì hướng dẫn cho các em về cách làm bài kiểm tra tự luận trên điện thoại di động. Thì hôm nay thầy hướng dẫn cho các em làm trên laptop hoặc là lên máy tính để bàn. Cho nên á, vấn đề là dù cho các em làm trên phương tiện gì thì chúng ta cũng phải luôn luôn có sẵn cái điện thoại thông minh, tức là điện thoại chụp được hình, điện thoại kết nối được internet là tốt nhất. Vì chúng ta làm trên máy tính bàn, làm trên laptop thì chúng ta không thể chụp hình lại cái bài làm của mình được. Do đó chúng ta phải cần tới cái điện thoại để chúng ta chụp hình, chúng ta tải lên trên máy tính, rồi chúng ta từ máy tính chúng ta mới tải lên bài làm. Đó. Còn hôm trước đó là chúng ta dùng điện thoại, thầy hướng dẫn là làm mình trên điện thoại ấy, thì nó tiện hơn một chỗ là chúng ta chụp ngay luôn bằng cách là chúng ta thêm ảnh trong phần bài làm, nó có cái chức năng thêm ảnh thì chúng ta bấm vào đó thì chúng ta chụp được cái bài làm của mình bằng cách viết tay đó và chụp lại. Còn làm trên máy tính bàn thì chúng ta không thể chụp được bài. Thì do đó chúng ta phải cần tới cái điện thoại để chúng ta chụp bài. Như vậy thì cách làm như sau: chúng ta vào bài kiểm tra, rồi chúng ta chọn cái bài nào đang diễn ra thì chúng ta vào làm. Còn nếu như chúng ta có bài kiểm tra trên thầy cô biểu thì chúng ta mở thầy cô biểu ra, chúng ta sẽ có được thấy được các cái tiết kiểm tra của mình, thì chúng ta đúng giờ thì chúng ta mở bài chúng ta làm. Còn bây giờ đây là cái dạng thứ hai, là ở bài trong bài kiểm tra này nó có một số những cái bài kiểm tra mà thầy cô ra dạng để mở để chúng ta làm trong thời gian nhiều ngày, thì khi chúng ta mở ra mà nó có đang diễn ra thì chúng ta có quyền vào làm được. Như vậy thì ví dụ bây giờ chúng ta mở ra cái bài này, chúng ta vào làm nha, đọc kỹ các cái hướng dẫn ở đây xong rồi chúng ta bấm đồng ý. Khi bấm đồng ý là thời gian bắt đầu tính làm bài cho chúng ta. Cho nên các em lưu ý, chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta bấm đồng ý. Sẵn sàng là gì? Một là giấy, bút, sách, vở gì đó để phục vụ cho vấn đề làm bài kiểm tra chúng ta có sẵn để đỡ đốt thời gian. Thứ hai, vẫn không quên đó là chiếc điện thoại di động thông minh. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta bấm vào chỗ đồng ý. Thì trên hệ thống sẽ nhắc nhở chúng ta đó là chú ý này là không được rời khỏi màn hình. Chúng ta rời khỏi màn hình thì nó sẽ tính là vi phạm. Ví dụ như chúng ta thoát màn hình ra để chúng ta chèn hình ảnh vào thì cũng là tính một lần vi phạm. Cho nên thầy cô khi ra đề mà có dạng tự luận á, thì thầy cô cũng đã tính sẵn trước cho chúng ta cái số lần này rồi, cho nên các em yên tâm nha. Rồi chúng ta đã hiểu, bấm vào. Như vậy và bắt đầu tính giờ từ đây. Các em yêu cầu là dù là môn gì các em cũng phải cần đọc kỹ cái đề rồi chúng ta hãy làm. Như vậy thì đề có bao nhiêu câu, câu nào dễ câu nào khó chúng ta có quyền lựa chọn chúng ta làm trước hay làm sau. Ví dụ ở đây là cái đề mỹ thuật, tuy nhiên thầy cũng giả sử rằng đây là một cái đề văn chẳng hạn, thì các em đọc xong cái đề chỗ này là phần câu trả lời, tức là bài làm. Nếu như câu trả lời này ngắn gọn ít thì các em có thể dùng bàn phím, các em đánh trực tiếp vào đây đó, phần trả lời. Còn nếu như phần trả lời này dài, hoặc là giả sử cái đề này là một bài toán và buộc chúng ta phải có hình vẽ, thì chúng ta lấy giấy bút ra chúng ta làm bên ngoài, viết chữ rõ ràng. Khi viết xong chúng ta bấm vào, chúng ta viết xong rồi chúng ta dùng điện thoại chúng ta chụp và chúng ta gửi lên máy tính đây, gửi vào chỗ nào đó, cái thư mục nào đó, rồi chúng ta đặt câu, ví dụ ở đây câu 1 chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ chọn file tải lên nha, chọn file tải lên, chúng ta bấm vào chỗ chọn file này thì nó sẽ hiện ra một cái thư mục để chúng ta lấy cái tài cái bài làm của chúng ta đó. Nhưng mà bài làm chúng ta muốn có thì chúng ta phải chụp ảnh chúng ta đưa lên đó. Nhưng mà cái thư mục mở ra đây, giờ trong này chưa có bài nha, chưa có bài. Thế thì
Bây giờ muốn có bài thì chúng ta phải dùng điện thoại chúng ta chụp. Bây giờ các em xem này, cái cách chụp như thế nào, thầy sẽ mở qua cái điện thoại đang kết nối với màn hình chúng ta đây. Đó. Đây là cái điện thoại. Bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn cái chụp và đưa lên như thế nào nha. Vẫn dùng điện thoại bình thường. Đó, chúng ta nhưng mà không phải là chụp như trong bài làm của cái bữa trước thầy hướng dẫn kia trên cái điện thoại kia, mà ở đây là chúng ta dùng cái điện thoại, chúng ta bấm vào cái chỗ cái máy ảnh đó, chúng ta chụp lại cái bài làm của mình. Ví dụ như đây là cái bài làm. Đó. Cách chụp thì thầy đã nói rồi, chúng ta canh cái bài sao cho nó thật chuẩn. À, rồi chúng ta giữ máy cho nó yên, rồi chúng ta bấm lại. Nhưng mà cái bài này đã được lưu vào trong điện thoại di động. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái bài này lên trên, một là lên trên Zalo, hai là lên trên Gmail để chúng ta tải lên máy tính nha. Bây giờ thầy chuyển cái này lên Zalo đi. Ví dụ như bây giờ coi thử cái hình vừa mới chụp nó nằm đây. Đây hình mới chụp xong đây. À, như vậy thì thầy sẽ chuyển cái này. Chuyển cái này. Đây, cái hình nó chụp nằm đây nha. Bây giờ thầy chuyển cái này lên trên Zalo. À, Zalo đây. Chuyển Zalo đây. Cái hình nó đây. Để làm nó. Chuyển vào trong cloud đây. Rồi. Như vậy là đã gửi. Như vậy là xong. Chúng ta đã hoàn thành xong cái phần là chụp lại bài làm bằng điện thoại và gửi lên Zalo để tải lên máy tính. À, bây giờ thầy sẽ tắt cái này đi và mở trên Zalo của máy tính. Đây, Zalo máy tính. Đây. Trên Zalo máy tính này á, à, mở cái cloud của tôi đây. À, thì cái bài này đã được gửi vào Zalo cá nhân này và thầy sẽ bấm vào đây để lưu về máy. À, công đoạn này là lưu về máy, bấm lưu về máy này và xem thử sẽ lưu vào đâu. Chúng ta đặt một cái thư mục lưu, ví dụ ở đây là lưu vào Picture, rồi chúng ta lưu vào đây, chúng ta đặt lại là con một chẳng hạn. Rồi chúng ta bấm bấm lưu. À, như vậy thì cái con một này nó đã được vào trong cái thư mục đó rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta quay lại bài làm. À, chúng ta mở cái thư mục này ra, thư mục đây, thư mục ảnh này, kéo xuống đây, câu một nó được vào đây rồi, chúng ta bấm câu này và chúng ta mở nó ra. Ở đây là thông báo chúng ta là một lần vi phạm, ok thôi không sao cả nha. Rồi như vậy là bài bài làm của chúng ta câu một đã được đưa từ bài viết tay chuyển sang điện thoại, chụp ảnh điện thoại, rồi từ điện thoại chuyển qua Zalo, từ Zalo chuyển xuống máy tính, rồi từ máy tính đã chuyển được lên đây. Như vậy thì qua bốn bước như vậy nó rất là lâu nha. Rồi muốn xem thì các em bấm vào xem trước, nó nằm đó rồi, bấm xem trước nè. À, bấm xem trước thì cái bài nó sẽ hiện ra đây. À, như vậy đây là chính là cái bài làm viết tay mà chúng ta đã dùng điện thoại chụp lại để đưa lên máy tính và đưa vào bài làm qua các công đoạn mà lúc nãy giờ thầy hướng dẫn. Như vậy tất cả những bài làm tự luận nếu như nó dài hoặc là nếu như nó có nhiều những ký hiệu toán học hay là những cái hình vẽ mà chúng ta không thể vẽ trên máy tính được thì chúng ta buộc phải làm bằng giấy rồi dùng điện thoại chụp lại, sau đó chúng ta gửi lên Zalo hoặc là gửi lên mail. Ta mở mail trên máy tính ra, là mở Zalo trên máy tính ra, chúng ta tải vô thư mục của máy tính, từ thư mục máy tính chúng ta sẽ tải lên trên bài làm. Đó, nó qua bốn công đoạn như thế, các em lưu ý nha. À, xong câu 1 rồi chúng ta tiếp tục làm câu 2, câu 3 cũng tương tự như vậy, cũng cách làm như vậy. Còn nếu như trong câu 1 này mà cần cái hình nữa thì 1A, câu này là câu 1A
chẳng hạn như vậy. Thêm câu B thì chúng ta bấm chữ thêm vào, đặt là câu B, ví dụ như vậy. B. Đó, chúng ta lại thêm bấm. Cho nên cũng không cần lắt nhắt như thế này đâu nha. Các em 1A, 1B gì các em làm luôn một lần rồi các em chụp một lần luôn. Đó, thì nó sẽ đỡ tốn lần chúng ta thoát ra thoát vào. Còn không nữa thì các em giải hết toàn bộ cái đề trên giấy, xong rồi các em chụp một lần luôn, một lần hai trang, như đây là một trang, ví dụ như cái bài văn có ba trang thì em chụp đây là trang một đó, các em ghi là trang một, các em thêm chỗ này là trang hai đó, ví dụ như vậy. Trang hai, cái trang hai này là nó ở đâu, nó cũng ở trong điện thoại chúng ta, chụp xong rồi tải lên trên máy tính bằng cung đường như, như lúc nãy thầy làm đó. Các em bấm vào cái file đây. À, nó sẽ thông báo chúng ta, cảnh báo là vi phạm lần hai, kệ nó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ, giả sử như chúng ta đã tải được cái trang đó lên đây rồi, thì chúng ta vào đây chúng ta tiếp tục chúng ta chọn, à, ví dụ như cái trang hai này là một cái hình thì phải chọn cái hình để bỏ vô. À, rồi vi phạm lần hai, kệ kệ nó, không sao hết vì thầy cô đã tính toán hết rồi. Như vậy thì à, trang một xem trang một đây, trang hai muốn xem trước trang hai xem đây, trang hai là cái hình này. Như vậy thì khi các em nộp bài thì thầy cô sẽ chấm lần lượt trang một sang trang hai đó. Như vậy thì sẽ đọc bài chấm chúng ta thôi, rồi xong đâu vào đó chúng ta kiểm tra hết toàn bộ rồi chúng ta nộp bài đó. Nộp bài, bấm vào nộp bài, như vậy là xong. Đó là cái cách để chúng ta, các cái bước để chúng ta làm một bài kiểm tra dạng tự luận từ bằng cách viết đây và nộp bài lên trên máy tính. Như vậy tóm lại nó qua mấy công đoạn này: một là các em viết làm bài bằng tay, sau đó dùng điện thoại chụp lại, rồi từ điện thoại đó các em gửi bài lên Zalo hoặc là lên Gmail. Tiếp tục các em mở máy trong máy tính ra, cũng mở Zalo hoặc là Gmail trong máy tính ra, các em tải xuống và bỏ vào một thư mục nào đó, rồi từ thư mục đó các em sẽ chuyển qua bài làm đó. Nó có bốn bước như vậy, em nhớ nha. Rồi chúc các em làm bài tốt, chào các em.